Xin chào các sinh viên nhỏ của ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách mà một cơn bão được sinh ra, từ hơi nước bốc lên đến khi hình thành xoáy khổng lồ. Chuẩn bị sẵn sàng nào, lớp học khí tượng bắt đầu meo. Khi nước biển ấm lên, hơi nước bốc hơi tít lên trời, mang theo năng lượng nhiệt ẩn cực mạnh đó meo. Cứ như là nồi nước sôi khổng lồ trên đại dương vậy. Hơi ẩm bay cao gặp lạnh thì tụ lại thành mây. Khi tụ lại, nó còn tỏa nhiệt ra nữa làm không khí nóng lên nhẹ hơn, bốc lên mạnh hơn. Vòng lặp năng lượng bắt đầu rồi meo. Không khí bị hút vào liên tục để bù chỗ trống phía trên. Thế là gió ở mặt biển hội tụ lại, kéo theo thêm hơi ẩm, thêm năng lượng. Áp suất giảm càng mạnh, bão hình thành càng nhanh meo. Aha, gió không đi thẳng đâu nha. Lực Collis làm nó lệch đi, xoay 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 như đang nhảy múa. Bắc bán cầu xoay trái, nam bán cầu xoay phải, vật lý mà cũng biết nhảy đấy meo. Các đám mây đối lưu bắt đầu liên kết lại thành dải mây xoắn ốc. Khi gió đạt 62 km/h, xin chúc mừng, ta có một cơn bão nhiệt đới chính hiệu rồi meo. Hoa thật kỳ diệu, chính giữa cơn bão lại yên ắng đến lạ thường. Đó là mắt bão, nơi trung tâm mạnh mẽ nhưng bình yên nhất. Khoa học luôn có sự cân bằng tuyệt đẹp, đúng không nào? Tuyệt vời, chúng ta đã hiểu cách một cơn bão được hình thành rồi meo. Nhưng hành trình của nó vẫn chưa kết thúc đâu. Hãy cùng ta đến phần 2 để xem bão di chuyển trên biển lớn mạnh dần và đổ bộ vào đất liền nhé.